không thấy động tĩnh. Ô sập xuống rồi ơi. Sập xuống rồi không biết dính không ta. Thấy nhúc nhích kìa không biết. Xin chào quý vị. Hôm bữa mình đi ban đêm về đi ngang đây nè, thấy trộm cá mèo quá trời luôn. Hôm nay mình bắt đầu săn đó nha. Đây cái lồng mình bẫy trộm đây. Đó. Mồi lên gà con. Con gà này để đây nó không có đụng gà được, nó có cái ngang lại chú để cho nó kêu thôi. Đẩy này lên đừng cho bị mưa ha. Ok đây đi mày, bỏ thằng xuống. Rồi, ok. Buổi sáng mình đi thăm nha. Kết quả thế nào? Rồi, ok. Hôm qua mình đặt cái bẫy trộn này, không biết dính con gì. Hôm nay đi thăm thử nha. Tới chưa Hi? Cái nào quên này? Đây, không tìm. Đây, cái này. Sao không thấy động tĩnh. Ô sập xuống rồi ơi. Sập xuống rồi không biết dính không ta. Thấy nhúc nhích kìa không biết. Dính gì đây? Sập rồi, sập rồi. Dính rồi Hi ơi. Dính rồi. Vô, nhào vô lấy ra. Mấy con gì nữa. Con gì trời, ghê quá vậy. Sao dài trộn mà dính con gì trời. Nè. Đừng bẹp quá vậy. Đấy. Ôi con gì em. Ghê cái gì. Để cho mát coi con gì vậy. Nước. À. Con này con gì ta? Lè lè cái mỏ nó giống con vịt mà, cái này nó phải cái mỏ giống vịt đâu. Mỏ giống cò. Mà chân vịt. Con này ăn thịt được không? Chúng con là ăn trứng đập trắng. Cậu không biết con này con gì luôn hả? Chằn nhệt phải không? Ừ, sắp chỉ cái gì. Sắp
gà gà mèo ủa gà trồn mới vô con này trời. Thì sao nó đi vô được trời? Nó đi kiểu gì? Ai biết đâu, bây giờ đem về coi. Về hết tính. Thì con này con kêu bằng con gì? Cái gì? Dịch trời. Dịch trời. Để thầy coi thầy. Đâu? Giờ dịch đó không? Ừ, giờ dịch đi. Con này con còng cọc. Còng cọc hả? Ừ. Con này ăn cá dữ dằn luôn rồi. Ủa thầy hay vậy? Thầy nè. Còng cọc mà. Vậy biết rồi. Ừ. Sao được bắt nó liền kìa? Gãy vô nè. Đi bộ đi. Bảy tròn mà nó không vô tròn vô con này. Đủ con này mới nè. Con này là thịt nó hơi gần rồi. Ăn được hả? Thịt nó hơi khét á. Nó như bìm bẹp. Con này chắc nhỏ hơn bìm bẹp quá. Con còng cọc. Mình rửa sạch cho ăn. Thôi mình nướng đi. Quay. Nuôi đi. Nuôi hả? Ờ cho ăn cá. Nuôi cho ăn cá trời phải không? Bển nó hầm cá kìa, thả nó gần hầm ha. Mà con này chắc lặn dữ lắm rồi phải không? Đây thì ba con, hai con à, nó còn cháu nữa. Vậy dài kiếm thêm nữa. Dễ lắm. Cái đuôi nó quẹo ne vậy hả? Cái trong vậy sao? Chọc chọc, chọc nó đứng lên nha hả? Cái giò nó hả? Bay mà ta móc cái nha. Bay à? Con này bay lắm không mày? Chọc chọc cho cái giò nó... Bắt nó ra được không? Cầm lên, cầm lên bắt đi. Cầm cái chân nha. Đây đừng cho. Nhảy mất tiêu luôn. Lại thôi nó yếu gì vậy? Đi tay. Có mổ không? Cái đầu. Ai! Ai! U u u u u. Trời trời trời. Dữ. Rồi mổ lủng luôn mày. Trời nó mổ. Hả? Ốm nhom á. Cũng nhom mà. Con này cũng biết được 200 gram không? Sao? Nhìn cũng đã ta. Cái giò nó như giò vịt nè. Ê ê ê ê ê ê. Đi thẳng nha. Đây, cái giò nè. Chảy máu rồi nè. Ôi ừ, trời. Bỏ nó bén, nó bỏ cái... Nó bỏ không? Ừ. Đưa lần nhận mắt nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Máu rồi hả? Kìa. Ôi, nắm cái đầu nó. Thôi để cho ăn. Nuôi nó. Mỏ mấy cái mà lủng thịt luôn trời. Ồ, được cái đùi cũng mập quá nè. Ôi, nuôi gì? Con này. Con này mà nuôi gì? Nuôi ăn cá lắm, để hồi mình quay đi. Nấu chi? Quay hay nướng? Nướng đi ha. Nướng đi. Đâm lên đốt hang nướng quay quay quay. Con này nó kiếm cá về á. Nó ngậm đây nè. Đâu. Cái bắt đầu nó ói ra cho con nó, cổ nó chà bá nè, thấy tôi quay trong thấy cái động vật cái gì á. Ừ, cái con kia là cái miệng chỗ cái mỏ. Nè đây nè, cái lồng chỗ cái mỏ. Cái lồng nè. Không phải lồng chỗ cái mỏ này nè. Không nó nuốt vô đây nè, rồi nó về nó ói ra cho con nó. Trời trời nó mổ bà cũng giấu luôn rồi. Nghe máu nè. Nó không biết thấy cảnh mổ cọc cọc. Nè đứa mổ thôi. Thôi. Nè. Nắm đi, nắm đi. Mổ một cái nữa khóc luôn rồi. Ôi nó bay á. Trời ơi cánh nó kìa. Trời ơi đẹp vậy. Giống như đại bàng. Đây đây. Tròn á. Ốp vô mổ nè. Như đại bàng quá rồi. Chắc được sướng không à? 100 gram. Ăn hai cái đùi. Nuôi nó đi. Nuôi cho ăn cá đi ha. Ừ. Kiếm cá giờ mặn đồ ăn à, đi mua đồ như mặn cá thịt rồi đó thấy cho nó. Ôi con này nuôi nguy hiểm lắm, mổ chết. Lông nó đẹp quá trời nè, bóng lưỡng à. Con này nó xuống nước nó không ướt đâu.
nó lặn ở dưới vô, nó mò cá mà. Quả lông đẹp mà quậy gần gần hay coi coi. Cái lông này. Chỗ con này người ta sợ chứ gì vậy? Gà cái lông dính nè. Hả? Con nó còn vậy? Con nó kêu con gì vậy? Cọc cọc không? Không có. Gà cái lồng này mà nó vô mới. Nó vô. Có gặp con nữa. Mổ nè. Trời ơi, cái này nó nứt nha. Nè nè, có cái mổ nó nè. Cắt đi. Cắt cái mổ nè. Thôi cắt đi. Cắt